Đây là một đôi, mình úp được cả một đôi nha các bác nhé. Đồng chí Thao đang thực hiện cái clip cái đôi đa đa này là úp được cả đôi. Con này đang quay là con trống. Các bạn nhìn con trống, là phân biệt con trống thì nó có cựa. Đấy, cái cựa ở chân của nó này các bạn nhé. Đấy, con này nó cũng khá là thuần thôi. Vì nó về nó cũng không đâm chổ, nó không chóc đầu các bạn ạ. Đấy, mình zoom lại để các bạn xem cái đầu của nó, cái mặt của nó. Đấy, đầu không hề chóc một tí nào luôn. Đó. Còn các bạn nhìn cái chân của nó là cái con có cựa. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái cựa chưa? Như chỗ cái chân gà nó có cựa. Đấy. Thì hôm nay mình quay clip này là clip ngày 29 tháng 11 năm 2019 lúc 10 giờ sáng. Thì chia sẻ clip này để cho anh em nào muốn ghép đôi hoặc là muốn có nhu cầu muốn tìm đôi đa đa để về nuôi sinh sản ấy. Hoặc là không thì các bạn tách con trống này là các bạn chơi này. Thực ra con này mới thôi nhưng mà nó rất là thuần. Con này mới úp được có chưa đầy một tháng nay mà nó khá là thuần các bạn ạ. Đó. Con mái bên cạnh này. Mái bên cạnh đây. Đây là con mái. Con mái này lại càng thuần. Mái này thì nó cũng không chóc đầu chóc cái gì cả. Phân biệt con mái con trống thì giờ các bạn thấy con mái này, màu nó nhạt hơn, màu lâu, hoa hoa nâu nâu. Mà cái ở cườm cổ nó không có cái nốt đen. Mà nó hay thuần hơn, ít di chuyển hơn. Chân không có cựa. Thì họa hoạn lắm, hàng lâu lắm, hàng nhiều con thì mới thấy có một con mái hơi hơi có cái dấu hiệu nốt nốt cựa nhưng mà nó không rõ ràng như con trống. Các bạn nhìn thấy cả đôi luôn. Em đực của nó, em đực thì đây. Đấy. Mình để cho các bạn xem cả đôi tổng thể. Đấy. Cả đôi.
chuyển luôn bây giờ, chiều nay em gửi cho anh thì vào Đà Lạt, nó vào tầm tầm này của mai, tầm tầm này buổi sáng mai. Ui nhà em nhìn con luôn. Em biết rồi, cái lô này đây em bón bây giờ nó còn khoảng 50 con em nuốt thì đấy. Bây giờ để chúng nó canh con. Anh cố gắng chuyển sớm trước 1-2 giờ đi, thì em chuyển cái chuyến 2 giờ của em.